thôi. Tuy là chị với lại huấn luyện viên Thúy Vân có hơi matching về đồ, nhưng mà tụi chị không có hẹn hò gì hết, cho nên là không phải chờ bè lũ đâu nha. Hít thở, hít thở, bình tĩnh, không sao hết. Từ từ, từ từ, tay tập tay, chạy. Ôi. Anh ngủ cho anh ngồi em cái. Tiếp sức là 100m rồi, giờ mình chạy có 90m thôi mà mình đã được chạm tay người ta rồi, nó đâu có công bằng cho đội còn lại đâu. Lúc nãy cũng có những bạn họ miss chứ không phải là tới cái cuối cùng thì em cũng tính không, là miss không thôi. Thì như thế đó chị sai. Nếu như tất cả các bạn cùng phạm hủy, mình sẽ hủy kết quả, hủy kết quả. Mình làm như vậy rất là tội cho các bạn. Mình chỉ nhìn trời xem là khi nào nó mưa thôi. Mình cầm cái dù mình ngồi vậy. Cố lên các em ơi! Cố lên, sắp qua tới rồi tụi em ơi! Đại diện đơn vị tài trợ Novo Hồ Tràm, đội chiến thắng ngày hôm nay xin chúc mừng team của huấn luyện viên. Đón xem tập 2 của Hoa hậu thể thao Việt Nam Miss Phoenix Việt Nam 2022 sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 6 tháng 7 năm 2022 trên kênh TikTok và fanpage chính thức của Miss Phoenix Việt Nam và 20 giờ trên kênh YouTube Mantis TV.